chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu xỏ kim nhanh. Bây giờ ta bắt đầu. Đây là một ống chỉ. Hai vòng, bốn vòng, sáu vòng, tám vòng, mười vòng, mười hai, mười bốn, mười sáu, mười tám, hai mươi, hai mươi hai, hai mươi bốn, hai mươi sáu, hai mươi tám, ba mươi, ba mươi hai, ba mươi bốn, ba mươi sáu, ba mươi tám, bốn mươi. 40 tức là 20 vòng. Bây giờ ta bắt đầu xỏ chỉ. Đây là một cái kim mà nó hơi cong á, khó xỏ. Nếu mà nó kim mà không cong xỏ rất là dễ. Đây là một sợi chỉ. Và đây là hai sợi chỉ. Ba sợi chỉ. Bốn sợi chỉ. Năm sợi chỉ.
6 sợi chỉ. Bảy sợi chỉ. Tám sợi chỉ. Chín sợi chỉ. Mười sợi chỉ. Mười một sợi chỉ. Mười hai sợi chỉ. Thank you.
13 sợi chỉ. Bốn sợi chỉ. Mười lăm sợi chỉ. Mười sáu sợi chỉ. Mười bảy sợi chỉ. 18 sợi chỉ. 19 sợi. 20 sợi. 21 sợi. 22 sợi. 23 sợi. 24 sợi. 25 sợi. 26 sợi. Vậy là được 26 sợi các bạn ạ. À.